Xin chào quý vị. Chủ đề về bộ tranh bốn mùa hay còn gọi là tranh tứ quý là một trong những chủ đề trường tồn và được rất nhiều những quý vị khách hàng yêu mến và đặt hàng của chúng tôi. Và làm thế nào để có thể tạo được nên những bộ tranh khác biệt cũng như là tạo được những cái điều mới mẻ, có thể là đem đến những cái nguồn cảm hứng mới cho khách hàng, thì đó chính là một trong những cái điểm rất khó của chúng tôi. Nhưng bằng sự nghiêm túc làm việc cũng như là đầu tư về thời gian và mẫu mã, chúng tôi đã ra được một cái bộ tranh có tên là Bốn Mùa cùng với lại các em nhỏ. Trên đây thì chúng tôi thể hiện ngoài cái việc là có bốn mùa bằng những cái cây đặc trưng, ví dụ như là tùng cúc trúc mai, thì chúng tôi còn thể hiện thêm những cái trò chơi dân gian cũng như là gợi nhớ về những cái hình ảnh tuổi thơ mà quý vị sẽ được thưởng thức ở trên bộ tranh của chúng tôi. Và tôi đi vào chi tiết từng bức tranh cụ thể để quý vị có thể cảm nhận được đường nét cũng như là ý nghĩa của bức tranh. Trên khuôn hình đây là bức tranh cây tùng. Cây tùng là tượng trưng cho mùa đông. Trên đây thì chúng tôi khắc họa ba em nhỏ. Trong đấy thì có hai em ngồi và một em đứng bế con gà trên tay. Nụ cười rất là rạng rỡ và khuôn mặt rất là hiền lành. Bên dưới là có hai chú gà đang chọi nhau. Thể hiện được cái sự oai dũng cũng như là một cái ước mơ lớn lên để có thể có được cái sự mạnh mẽ cũng như là sức chiến đấu mạnh như con gà. Đấy cũng là đặc trưng lớn nhất của con gà đấy, một trong ngũ đức của gà. Bên cạnh đấy thì có một chú gà được nhốt ở trong cái lồng rất đặc sắc. Thì cái lồng này là chúng tôi đều khoét kênh bong được cái lồng này lên và sau đó là có con gà ở trong. Thì bằng cái sức cố gắng hết sức có thể thì chúng tôi vừa khoét được cái lồng và vừa có thể tỉa được những cái đường lông nhỏ nhất của chú gà. Đây cũng là một trong những cái sự cố gắng rất nhiều của anh em đội ngũ tranh gỗ Bùi Gia đã cố gắng để tạo nên tác phẩm. Và tổng thể của cây tùng thì quý vị nhìn thấy cái dáng cây mang cái dáng đấy là phụ tử, một cây cao một cây thấp và cuốn vào nhau. Bên cạnh đấy thì cái cây chúng tôi làm rất là già cằn cỗi, thể hiện được cái khí chất cũng như là cái đặc trưng của cây tùng. Bên cạnh đấy thì phía xa xa là dãy núi với những cái đường mây cuốn được ôm bao trọn và cảm giác nó rất là ấm cúng và rất là đầy cái khuôn tranh mặt trời ở phía xa. Và bức tranh cây tùng tượng trưng cho mùa đông cũng như là tượng trưng cho một cái điều rất là may mắn và bình an đem đến cho gia đình. Và bên cạnh bức tùng thì là bức trúc. Quý vị nhìn thấy bức trúc là một trong những bức mà mất rất nhiều thời gian của chúng tôi, bởi vì một là làm bông cúc rất là lâu, rất nhiều những cái chi tiết nhỏ. Quý vị nhìn thấy là những cái bông cúc là được chúng tôi đục bới nó ra, nó rất là tơi. Từng cái cánh hoa cúc, đây gọi là cúc tua, từng cái tua của hoa cúc là chúng tôi đều móc nó ra rất là tơi để quý vị nhìn thấy. Bên cạnh đấy thì những cái lá ở dưới là đều được chúng tôi đục kênh bong lên, khoét những cái đường chân để cái bông cúc nó tơi ra, đem lại cái sự rất là vui nhộn ở trên bức tranh và nhìn nó sẽ có cái chiều sâu hơn. Bên cạnh mấy bông hoa cúc thì có hai em nhỏ đang câu cá. Cái điều đặc biệt ở trên bức tranh này thì cái cần câu đều được chúng tôi làm cực kỳ mỏng manh và dễ gãy. Thậm chí hiện tại bây giờ thì cái cần câu này so với cái nền của cái tranh thì nó đang đứng trơ vơ cách nhau khoảng độ tầm 2 phân rưỡi đến 3 phân. Điều đó tạo lên một cái niềm vui rất lớn cho bác chủ mà sở hữu bức tranh này. Ngay từ đầu khi mà ra mẫu tranh này là bác ấy đã rất thích và rất hy vọng là cái cần câu này sẽ được chúng tôi giữ nguyên và không bị gãy.
Và chúng tôi cũng cố gắng giữ lời hứa với bác ấy là cái cần câu và cái dây cần nó sẽ không bị gãy. Và hiện tại bây giờ thì nó đều đang đứng kênh bong lên như này. Và đây là một trong những bức tranh mà chiếm rất nhiều thời gian của chúng tôi, từ khâu đục cho đến khâu cạo nền đánh dây giáp. Và hôm nay thì chúng tôi đánh sáp và hoàn thiện bức tranh đều là một trong những cái quy trình cũng như là những cái công đoạn mà chiếm rất nhiều thời gian, công sức của chúng tôi. Bên cạnh đấy thì có một cái khuôn hình, quý vị nhìn thấy là có hai con trâu và một em bé đang vuốt ve con trâu của mình, gợi nhớ lại một cái tuổi thơ rất là đặc trưng của miền Bắc Việt Nam, hay còn hay là kể cả Việt Nam thì đều gắn bó một cái tuổi thơ với dòng sông, với con trâu, với cái cần câu cá. Đó chính là tuổi thơ mà ngay kể cả bản thân tôi cũng đã từng trải qua. Và mỗi khi nhìn vào bức tranh này thì tôi lại gợi nhớ lại một cái kỷ niệm từ ngày xưa, khi mà bản thân mình cũng đã từng đi chăn trâu chăn bò, tắm sông tắm suối và nô đùa cùng với các bạn. Những cái ký ức đấy thì ngoài cái việc treo bộ tranh phản ánh bốn mùa và mong muốn bốn mùa đều tốt tươi, thì nó còn gợi nhớ lại những cái cảm xúc mà đôi khi tiền nó chỉ là một phần, nhưng mà đôi khi bức tranh có thể đem lại được những cái kỷ niệm như thế thì nó sẽ góp phần cho chúng ta có một cái đời sống tinh thần rất là tốt. Phía xa xa là có căn nhà ở phía xa xa, dãy núi tạo nên những cái đường nét tương phản xa gần của bức tranh. Quý vị nhìn thấy bức tranh hoa cúc khá là cầu kỳ và rất nhiều điểm nhấn. Bên cạnh đấy là bức tranh về cây trúc. Hoa cúc là tượng trưng cho mùa thu thì cây trúc là tượng trưng cho mùa hè. Mùa hè thì chúng ta hay đi thả diều ở trên đê hoặc là đi bắn chim bằng súng cao su, đúng không ạ? Thì bên cạnh bông hoa cúc này thì chúng tôi chế tác bức hoa cúc là bức cây trúc, là có em bé thả thuyền này và hai em bé thả diều. Bên trên là có hai con chim díu dít với nhau, phản ánh một cái tuổi thơ rất là vui nhộn cũng như là rất là nhiều những cái trò chơi dân gian. Hai em bé thả diều thì cảm giác là cái cánh diều rất là căng, bay rất là cao, cũng là một cái ước mơ để có thể lớn lên thỏa sức mình tung bay trên bầu trời. Và bên cạnh đấy thì mang lại một cái cảm xúc về tuổi thơ rất là dạt dào, khi mà các em vui đùa trên quê hương Thái Bình. Phía xa xa là căn nhà lá chanh với ống khói bốc lên rất là nghi ngút, rất là đầm ấm của một cái không khí miền quê. Hai con chim cũng có đôi có cặp. Và bông cây trúc cũng là một trong những cây mà chúng tôi mất rất nhiều thời gian để chế tác, bởi vì là những cái phần dưới đây sau khi đục xong chúng tôi cũng đều phải đánh dây giáp rất là sạch, kể cả mặt trên và mặt dưới. Điều đó góp phần tạo lên sự thú vị khi mà khách hàng lùa tay vào để sờ. Đó cũng là một trong những đặc trưng của tranh gỗ Bùi Gia. Và bức tranh ngoài cùng là bức tranh hoa mai. Bức tranh hoa mai thì có các em nhỏ đốt pháo. Một em thì đang châm lửa để đốt pháo, một em thì đứng bịt tai để sợ, còn một em thì cõng em bé đi chơi ngày xuân, bởi vì hoa mai là hoa tượng trưng cho mùa xuân. Bên cạnh đấy thì còn có một dải pháo vắt lên trên.